Từ lâu, Mỹ và Trung Quốc đã luôn ở thế đối lập về nhiều mặt như công nghệ, thương mại, quân sự, v.v. nhằm giành vị trí cường quốc số 1 thế giới. Giờ đây, không gian vũ trụ cũng trở thành đấu trường mới của hai quốc gia. Nếu Mỹ là quốc gia có bề dày lịch sử nghiên cứu vũ trụ với đại diện là cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, thì Trung Quốc là một quốc gia được đánh giá còn non trẻ. Tuy nhiên, Trung Quốc đang từng bước cho thấy họ là một đối thủ xứng tầm của Mỹ, khi những năm gần đây họ đã thành công trong nhiều chương trình không gian tầm cỡ như hạ cánh thành công tàu Thiên Vấn 1 lên hỏa tinh, thu thập thành công mẫu vật mặt trăng về trái đất hay xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung của riêng mình. Trên đà thắng lợi, mới đây, Trung Quốc tung ra một loạt các dự án táo bạo nhằm tăng tốc trong cuộc đua chinh phục không gian. Tiêu biểu như họ sẽ trả mẫu vật đất đá hỏa tinh về trái đất trong năm 2031, sớm hơn NASA 2 năm, xây dựng kính viễn vọng tia gamma mạnh gấp 10 lần NASA, hay xây dựng nhà máy điện mặt trời đầu tiên trong vũ trụ, v.v. Vậy những tham vọng đó của Trung Quốc sẽ được thực hiện như thế nào? Xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu nhé! Trong những năm gần đây, Trung Quốc được coi là quốc gia mới nổi trong cuộc đua khám phá và chinh phục không gian. Tuy nhiên, họ sớm cho thấy mình là một đối thủ đáng gờm với Mỹ. Họ chế tạo thành công những tên lửa siêu lớn giúp vận chuyển hàng hóa và đẩy tàu vũ trụ đi xa. Vào năm 2020, họ đã lấy thành công mẫu vật đất đá mặt trăng trở về trái đất. Năm 2021, tàu đổ bộ của họ hạ cánh thành công trên hỏa tinh. Ngoài ra, họ đã xây dựng và phóng thành công những mô đun cốt lõi của trạm vũ trụ Thiên Cung lên quỹ đạo, đưa các phi hành gia lên làm việc và trở về trái đất an toàn, công bố bản đồ mặt trăng chi tiết nhất từ trước đến nay, v.v. Tất cả những thành tựu đó cho thấy Trung Quốc chắc chắn là một đối thủ đáng gờm của Mỹ. Tuy rằng là quốc gia đi sau, nhưng họ đã có những thành tựu nổi bật. Không những vậy, Trung Quốc đang tăng tốc trong cuộc đua không gian với Mỹ thông qua một loạt những kế hoạch táo bạo. Xin mời các bạn cùng điểm qua những kế hoạch đó nhé! Trung Quốc sẽ mang mẫu vật hỏa tinh về trái đất sớm hơn NASA 2 năm. Việc sở hữu mẫu vật đất đá hỏa tinh để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm từ lâu đã là giấc mơ của các nhà khoa học khắp thế giới. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý xa xôi là một rào cản lớn, nên đến giờ này, giấc mơ ấy vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Vì thế, quốc gia nào mang được mẫu vật đất đá hỏa tinh về trái đất đầu tiên sẽ là một kỳ tích. Hiện tại, tàu thám hiểm Curiosity và xe tự hành Perseverance của NASA đang nỗ lực thu thập mẫu vật đất đá hỏa tinh để mang về trái đất trong tương lai. NASA dự kiến chương trình sẽ được triển khai vào năm 2030. Đến năm 2033, mẫu vật đất đá sẽ được mang về trái đất. Tuy nhiên, mới đây Trung Quốc cho biết họ sẽ đi sớm hơn NASA một bước. Họ tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa mẫu vật hỏa tinh về trái đất, chứ không phải người Mỹ. Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ có trong tay mẫu vật hỏa tinh vào năm 2031, sớm hơn 2 năm so với NASA. Theo Sun Jiho, nhà thiết kế chính của nhiệm vụ tàu quỹ đạo và tàu thám hiểm hỏa tinh của Trung Quốc cho biết, để đạt được mục tiêu đáng mơ ước này, Trung Quốc sẽ đưa hai tàu vũ trụ tới hành tinh đỏ vào năm 2028. Một tàu bao gồm trạm đổ bộ và phương tiện cất cánh, chiếc còn lại là tàu bay quanh quỹ đạo và khoang hồi chuyển. Sau khi trạm đổ bộ tiếp đất, nó sẽ khoan mẫu vật và lưu trữ. Mẫu đất đá sẽ được vận chuyển lên quỹ đạo và rồi chúng sẽ được mang về trái đất vào tháng 7 năm 2031. Lý do khiến sứ mệnh của Trung Quốc có thể thực hiện trong thời gian sớm hơn là bởi sự đơn giản trong sứ mệnh mà Trung Quốc đề xuất. Còn với NASA, họ có kế hoạch phức tạp hơn. Họ giao nhiệm vụ lấy mẫu cho robot tiền nhiệm, đó là Curiosity và Perseverance. Các mẫu vật này sẽ được bảo quản tốt trong ống đựng. Sau đó, những robot thế hệ tiếp theo
sẽ tập kết mẫu vật rồi mang trở về trái đất. Đương nhiên, xét về chất lượng thì NASA sẽ có nhiều mẫu vật ở nhiều địa điểm khác nhau. Chúng đều được các robot tiền nhiệm lựa chọn một cách kỹ càng. Còn với mẫu vật của Trung Quốc, nếu dự án thành công, nó chỉ là mẫu vật ở đúng địa điểm đáp xuống của tàu đổ bộ mà thôi. Ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc đang phát triển những công nghệ chủ chốt để tiến hành nhiệm vụ. Nhóm nghiên cứu vẫn chưa quyết định sử dụng nhiên liệu đầy rắn hay lỏng để cất cánh từ bề mặt hỏa tinh. Bởi vì nếu muốn thắng lực hấp dẫn của hành tinh đỏ, tàu vũ trụ cần đạt vận tốc 4,5 km/giây để bay lên quỹ đạo. Tất nhiên, đây mới chỉ là những tuyên bố ban đầu, họ vẫn chưa có kế hoạch cụ thể khi nào phóng tàu thăm dò đến hỏa tinh. Chúng ta hãy cùng chờ xem quốc gia nào sẽ mang mẫu vật hỏa tinh về trái đất sớm nhất nhé! Trung Quốc xây dựng nhà máy điện mặt trời đầu tiên trong vũ trụ. Một dự án táo bạo khác của Trung Quốc cho thấy tham vọng đi trước đón đầu của họ, đó là xây dựng nhà máy điện mặt trời đầu tiên trong không gian. Kế hoạch là vào năm 2028, Trung Quốc sẽ phóng một vệ tinh thử nghiệm công nghệ truyền điện không dây từ không gian tới mặt đất. Vệ tinh sẽ biến đổi năng lượng mặt trời thành vi sóng hoặc laser và truyền thẳng chùm năng lượng đến nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm các địa điểm cố định trên trái đất và vệ tinh đang bay. Dự kiến mức năng lượng sản xuất được là khoảng 10 kW, đủ để đáp ứng nhu cầu của vài hộ gia đình. Nếu thành công, họ sẽ mở rộng đáng kể quy mô, xây dựng nhà máy điện mặt trời cỡ lớn đầu tiên trong không gian. Mục tiêu là vào năm 2035, một nhà máy điện 10 MW sẽ bắt đầu truyền điện để phục vụ cho mục đích quân sự và dân sự. Đến năm 2050, công suất điện của nhà máy sẽ tăng lên 2 GW, tương đương một nhà máy điện hạt nhân. Ưu điểm của trang trại điện mặt trời trong không gian là nó tạo ra điện liên tục 24/7 mà không phụ thuộc vào ban ngày hay là ban đêm. Ngoài ra, nếu thành công, những dự án này sẽ giảm đáng kể lượng khí thải carbon so với việc sản xuất điện trên trái đất. Tuy nhiên, thách thức cũng là không hề nhỏ. Đơn cử như việc truyền vi sóng năng lượng cao ở khoảng cách xa đòi hỏi anten dài hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn mét. Ảnh hưởng từ gió mặt trời, trọng lực hay động cơ đẩy có thể giảm độ chính xác của đường truyền. Chưa kể đến việc xây dựng, lắp ráp trang trại điện mặt trời ngoài không gian là vô cùng khó khăn và tốn kém. Công trình cũng có thể gặp sự cố va chạm tới từ các tiểu hành tinh, thiên thạch, v.v. Đứng trước vô vàn những khó khăn như vậy thì việc xây dựng trang trại điện mặt trời đầu tiên ngoài không gian có thành hiện thực hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Trung Quốc xây dựng kính viễn vọng nhạy gấp 10 lần kính Fermi của NASA. Kính viễn vọng tia gamma Fermi của NASA được đánh giá là mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tham vọng của Trung Quốc là sẽ xoán ngôi vị trí này. Mới đây, Trung Quốc cho biết họ sẽ xây dựng kính viễn vọng mới nhạy gấp 10 lần kính Fermi của NASA. Dự án mới được đặt tên là kính viễn vọng không gian tia gamma khu vực rất lớn, viết tắt là VLAS. Hiện tại, nó mới đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển ban đầu. Nhưng nó được chú ý bởi độ nhạy được cho là vượt trội so với kính viễn vọng Fermi của NASA. Theo nhóm nghiên cứu, nếu dự án được chính phủ Trung Quốc sớm thông qua, VLAS có thể bay vào quỹ đạo cuối thập kỷ này. Chiếc kính sẽ bao gồm 3 máy dò. Chúng sẽ phân biệt photon tia gamma với những loại hạt khác truyền đến kính viễn vọng, sau đó đo chính xác năng lượng và đường bay của photon tia gamma. Theo dự kiến, cụm máy dò sẽ có tổng khối lượng là 16 tấn, nặng hơn nhiều so với kính viễn vọng không gian thông thường. Nó có nhiệm vụ là săn tìm vật chất tối, loại vật chất bí ẩn và chiếm phần lớn trong vũ trụ. Ngoài ra, nó còn khám phá bí ẩn các chớp gamma, các hệ sao nhị phân tia X và tìm kiếm nguồn gốc của vũ trụ. Mặc dù ý tưởng là hoàn hảo, nhưng thực hiện được hay không là câu chuyện dài ở phía sau. Bởi hiện tại, dự án chưa được thông qua bởi chính phủ. Bởi vậy, hành trình để VLAS chiếm vị trí số 1 của Fermi vẫn chỉ là giấc mơ của những người làm khoa học Trung Quốc.
Bằng việc tung ra một loạt chương trình chiến lược ấn tượng trong thời gian tới, Trung Quốc đang cho thấy một tầm nhìn xa, một quyết tâm lớn và một đội ngũ khoa học với ước mơ cao cả. Ước mơ vượt ra khỏi cái bóng của Mỹ, trở thành cường quốc số một thế giới. Dù là ai, dù là quốc gia nào giành vị trí số một ấy, thì đó đều là tín hiệu tích cực cho nền khoa học vũ trụ của nhân loại. Chúng ta đều ủng hộ và khích lệ. Mong rằng Việt Nam của chúng ta sẽ không ngừng học hỏi, sáng tạo và sớm ghi tên mình vào danh sách các quốc gia có nền khoa học vũ trụ phát triển của thế giới. Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi tìm hiểu về việc Trung Quốc tăng tốc trong cuộc đua không gian bằng một loạt các dự án táo bạo. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Còn bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng tôi thú vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.